Em thay mèo một con khác được. Hả? Thay mèo một con khác được. Nó đi đâu rồi? Con khỉ. Nó đi đâu rồi? Ông cười mẹ ông kia không? Mình nhớ mãi. Mình bỏ con khí của mình bị chết, ông bảo mẹ tiếc thế, mình tưởng là ông tiếc cho con khí của mình nha. Ai ngờ ông tiếc là ông không được ăn thịt khí, chịu chết. Là gì? Vừa đón lúc nhà vệ sinh ấy. Là biết mấy bố xây cầu gì mà